Rồi 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 rồi. Thôi quá rồi. Rồi rồi rồi. Khó chịu lắm. Từ từ đi ăn. Đây. Rồi, ăn luôn. Quay buổi này nhìn làm sao được kia? Có được luôn nhỉ? Được rồi, được rồi, hàn luôn, hàn luôn. Chỉ có nhìn được cái bỏ bó vô tối vào cho con nó cháy này. Đấy đó. Cho mâm gần gần vào cái cây trống để cho. Thôi mang sang bên kia luôn. Nay là chỉnh được hết cột nhé. Chỉnh hết cột rồi lên cao độ. Sáng mai bác giáo với lại là hàn cao độ. Chiều mai có thể cọc dầm nhưng mà xây cầu đang không biết là có khớp lịch không. Đứng